ta đang ngồi với lại là một em gái rất là xinh đẹp về chuyên ngành là rắn. Đó. Đó, biểu diễn luôn, rất là thân thiện. Hoàng cổ đấy. Tài cổ sao được hoàng cổ. Trời ơi. Cái câu này mình làm món gì ngon em? Lục xả, lục cháo. Để nguyên da nó luôn hay sao? Để nguyên da nó luôn. Tối nay như vậy thì chúng ta sẽ có dịp đến với vùng U Minh Trường để thưởng thức rắn nha. Chắc chắn rồi. Mình bỏ đi nhà hàng hay gửi về thành phố. Con này con gì? Con quất hả? Con quất nè hả? Con quất anh đẹp. Con có 50 mà. Dậy. Đây nè. Cái tiếng này nó mới chạy hả? Cái này là chuột đồng hay là chuột gì vậy? Chuột đồng đó anh ơi. Hay ha. Ồ, ốc bu này hấp dẫn vậy. Bu hút lát rồi đó. Chà. Cắn đã chưa? Trời ơi, rắn rồi. Cái mổ mèo. Cái mông súng nè. Súng với đằng nghi cá nè. Đây là U Minh Thượng ha. Đây xài đồ đồng không đó. Đồ đồng á. Có gì thì đi hải luôn cho nha. Chị giới thiệu về vài nét hơn để em quảng cáo về U Minh Thượng. Dạ đây dán cô Hành U Minh Thượng nè. Dán này dán gì chị? Hổ hành. Trời, dán hổ hành là bốc vậy hả? Rồi, con này nó cắn chết người không? Và chị kia đánh hổ hành, chị mang lên vậy kéo cá đi. Cái hổ hành mà cắn không chết hả chị? Wow, vô cùng đặc biệt. Chị mình bắt hay mình nuôi cái chị? Cái này là tự nhiên đây. Cái này là tự nhiên, người ta đi đặt lọt. Wow. Ở đây đối với người thành phố rất là sợ hãi đó chị. Chị như là chị lên thành phố làm đùa dẫn xiếc được rồi đó. Rồi. Chị bán này được lâu chưa? 7-8 năm rồi á. À. Cái này làm chế biến món gì được vậy? Cái này á, này nấm giáo, đậu xanh nè. Ồ. Xả nè. Rồi có tương nè. Đây có cửa hàng quán nào bán món này không? Có. Bán dầu nhiều lắm. Bán dầu hả? Đây lấy cái phòng với bàn nữa thôi. Chụp quay đây chỗ nào vậy? Chỗ này đây. Dạ đây quán mấy bán lớn. Đây cái phòng lớn hả? Tên gì vậy nha? Ngọc Giàu. Ngọc Giàu. Ngọc Giàu đây ngã ba. Đi bộ tới được không chị? Đây bắt đầu lộ lớn, nó đập theo lộ lớn. Ví dụ như tối tụi em muốn ở đây một đêm á, để sáng mai đi chơi dông trong U Minh Thượng thì mình nên ở chỗ nào cho nó nhộn nhịp, nó đông đúc á? Đông đúc hả? Khúc đập đó đúng không? Qua cầu chưa? Không, lộ lớn luôn. Đi bộ được không? Có nhà trọ luôn. Tức là cái chỗ đó là trung tâm thị xã hay là sao? Nó theo vô bên đây mới là thị trấn vô huyện. Là đi qua cầu sắt hồi nãy hả? Qua cầu sắt đó. Chị là tên gì? Sinh à? Chị Sinh hả? À? Em tên Thành, lần đầu xuống đây á. Sài Gòn. Chị Sinh ha. Cái này là chị có đi giao đi khác nữa không hay chị bán đây thôi? Cũng như là giao quán, giao quán giao giá rồi như anh mua đi Sài Gòn đóng cùng. Đóng cùng Sài Gòn đi luôn là nó còn sống không hay là đâu? Sống vô không sống một bao lại. Máy này rắn chung hả chị? Rắn chung cắn chết người á. Chị đọc số điện thoại. Rồi, rắn chung mà cũng không chết nữa hả? Đọc số điện thoại của chị số mấy? 0398 497 195. Chị Sinh ha. Rồi, bà con nào rắn chung mà cắn cũng không chết nữa hả? Chứ ở đây chị bán rắn nào cắn chết người? Không có bán rắn chết người. Chị công nhận là chị có duyên ghê luôn á. Chị Sinh ha. Chị Sinh tại chợ U Minh Thượng. Bánh này. Kéo bên đây gắn nha.
nãy giờ chị đã hết nên là cái nước chứ khẩu nhựa. Rồi khẩu luôn hả? Không không nguy hiểm hả? Trời. Nhưng mà cắn nó vẫn cắn đúng không? Cắn nó ra máu nhưng mà không có sao. À. Trời ơi, chị làm này 7-8 năm rồi là bán á. Wow. Wow. Cái này là ngày nào cũng mở cửa chị? Ngày nào cũng mở cửa chứ. Wow. Hay quá. Cái này rất là mới lạ đối với người thành phố. Dịp này là sẽ hy vọng là người dân thành phố các vùng miền sẽ đến với U Minh Thượng để ăn rắn và đặc sản. Cái hải sản này nhập ở đâu về hả? Cái này ở biển Cà Mau. Đó là dịch là dịch như nó cắm cho vô vậy á. Mình không có ốc nào đặc biệt ha. Ốc ở ngoài đứng ở ngoài được. Ốc này lạ hả? Ốc gì? Ốc núi. Ốc nghe thông báo hả? Ốc núi này là nhiều lắm. Ốc núi hả? Anh sao làm sao? Ốc xả gần này. Bây giờ mình mua. Mình mua đi. Ồ, mua ếch nha này. Ôi, cá nó nhảy ra rồi. Cá mạnh quá, mạnh luôn. Rồi vô lại con. Quá mạnh nha.